mùi không ạ? Thơm thế, mùi sữa. À? Dạ bẩm ông, khách quý đến rồi ạ. À. Đến rồi à? Dạ. Chào ông Phú. Vâng. Chào ông Lý. À, mời ngồi, mời ngồi. Khách quý, khách quý. Các con. Dạ. Đấm bóp cho ông Phú. À, thôi, không, không bóp nữa, không bóp nữa. Ông Lý biết rồi đấy, tôi là gà trống nuôi con, cho nên là bao nhiêu năm nay là đàn bà, tôi nhịn rồi, tôi cai rồi, đúng. Mỗi lần mấy cô này đụng vào người tôi, ôi trời ơi, người nó cứ chọt chọt, nó cứ buồn buồn, nó khó chịu lắm ông ấy ạ. Ông phải nhìn tôi này, ông nhìn cái bản mặt tôi đây này, tôi hồng hào được như thế này, tôi đẹp được như thế này, cũng tại mấy con hầu của tôi đấy. Chuyên ông Lý hợp hơi mấy em trẻ này, cho nên da ông Lý với lại đỏ au au, còn tôi đây gà trống nuôi con cai lâu rồi, cho nên là tôi cũng béo, nhưng mà béo bẹo, béo nước. Thế ông Lý mời tôi sang đây có việc gì? Thôi được rồi. À, ta vào chuyện luôn nhá, không cần vòng vo nữa. Là thưa nhạc phụ, tôi cũng muốn nói với nhạc phụ một điều thế này. Chả là nhạc phụ có cô con gái, năm nay đến tuổi trăng tròn, xinh đáo đẻ, ngoan ngoãn hiền lành. Chính vì vậy tôi muốn làm rể của bên nhà phú ông, hai ta về cùng một nhà cho nó dễ nhé. Thế ý của phú ông thế nào? Ông Lý, ông Lý biết rồi đấy. Mẫn nhà tôi, công tôi nơi dạy dỗ nó bao nhiêu năm nay, cho nên là cháu nó ngoan nhất nhì cái tổng này. Đúng. Cho nên việc cưới xin là cực kỳ là hệ trọng. Mẹ chạm nước à? Cho nên là ông Lý cứ phải để tôi tính cái đã. Thôi gớm tính toán gì nữa, nói luôn đi. À, thế này ông Lý ạ, để cho nó công bằng, tôi sẽ mở một cuộc thi kén rể. Thi à? Vâng. Ai đủ tài đủ đức sẽ đến làm con rể nhà tôi. Ôi giời ơi. Dạ, vâng. Thi thì thi, hẹ sợ đấy chứ thằng nào trong cái tổng cái làng này. Dạ, ông Lý, nhưng với một điều kiện là tôi thách cưới hơi cao đấy ông Lý. Ôi giời ơi, cao thì cao, nói luôn. Dạ. Chú rể phải mang lễ cưới đến gia đình nhà tôi. Ba thúng bạc. 8 thúng bạc, tám con trâu và 30 con lợn. Ôi rồi. Nếu mà có đủ điều kiện sẽ đến kén rể và đến ở nhà tôi ạ. Này ông Phú, dạ, ông đang định nằm mơ giữa ban ngày đấy. Dạ không, sự thật không mơ đâu, con gái tôi đẹp và ngoan lắm. Thế con gái ông ấy là cái gì mà ông thách cưới nhưng là 3 thúng bạc, 5 thúng vàng, nhìn mấy cái chục con trâu con bò ghê. Hiền, ông Lý làm lý trưởng cả cái tổng này, ông cướp không con gái như người ta, mấy đồng bạc còn lấy được những 3 bà. Với tôi nó khác ông nhé, con tôi nó ngoan nhất là cái tổng này. Ai chả biết là như thế, nhưng mà nếu mà không nói chuyện được với nhau như thế này nhá, thì thôi mời ông về. Các con tiễn khách. Ông không phải tiễn, tôi cũng về. Nếu mà đủ đồ thách cưới thì hãy sang nhà tôi. Còn nếu mà như ông Lý ấy, mà con cứ suy đi xét lại ấy, keo kiệt bủn xỉn ấy, chắc chắn là không gạt được tôi đâu. Thôi rồi, bao nhiêu thông minh nó dồn hết lên cái mũi rồi, đầu óc thì như là cái sơ mướp này, cái con mẫn như mình nó lấy nó rửa bát ấy. Mẹ, cái thằng Phú nhá, thằng Phú già nhá,
mày cậy mày có con gái xinh đẹp mà mày thách cưới kiểu gì đấy hả? Mày thách là ba thùng vàng với năm thùng bạc. Ông lại cho một cái ông bớt nóng ạ. Trăm năm trăm coi người ta chữ tài vẫn ngon. Thầy ơi, con ra chợ đây ạ. À. Vâng, thầy có muốn mua gì không ạ? Thầy đã dặn con rồi, làm gì có tiền mà mua thứ khác. Thầy đã dặn rồi, nhà mình chỉ cần ăn rau thôi. Ăn rau cho nó mát ruột con ạ. Dạ. À này, con nhìn đây này. Đấy, suốt đời thầy chỉ mút con cá ngựa này thôi, mút mãi mà vẫn thấy ngon con ạ. Đấy, vẫn còn đậm lắm. Dạ, con xin phép thầy ạ. Này. Dạ. Thầy dặn rồi nhá, ra chợ là cấm được mua thứ khác. Phung phí thì chết với thầy đấy. Dạ vâng ạ. Có bao giờ con dám cãi lời thầy đâu ạ. Như thế mới xứng đáng là con gái yêu của thầy như này. Ta lại đi gặp tri kỷ của ta đây. Cô Mẫn phải sợ thế? Tôi có phải dạng đầu hiêu chán khỉ hay là lục lâm thảo khấu đâu mà cô Mẫn lại phải sợ tôi như thế? Không, mà dạng cấp đường cấp chợ ấy. Mà tại sao anh lại biết tên tôi? Ở cái làng này có điều gì có thể qua mắt được Tuất này đâu. À, mà tôi còn biết biết cái gì nữa? Tôi còn biết biết mà thôi, bí mật không nói. Ok, nói đùa đấy, đợi tôi. Kìa cô Mẫn. Tôi đã nói với anh rồi, đừng đi theo tôi nữa. Hàng xóm láng giềng người ta thấy không hay đâu. Cô Mẫn, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Thôi, thầy tôi khó tính lắm. Thầy tôi mà biết chuyện á, anh khó lòng có thể sống ở làng này. Thì ra là Mẫn đang lén lút hẹn hò với anh chàng này. Kìa là, không phải, tôi có biết anh ta là ai đâu. Trông mặt mũi cũng khôi ngô đấy. Ê, mà nhìn anh quen, hình như là anh cũng đang mơ tưởng tán tỉnh được con bạn tôi cơ đúng không? Đừng có mà nằm mơ bắt con tưởng bở nhá. Nhìn cái dáng anh là thấy nghèo kiết xác ra rồi. Này, đã bảo là thôi rồi cơ mà, thôi đi ra chợ đi. Thầy biết, thầy mắng cho đấy. Tưởng mình là ai? Ô, Mẫn. Kỳ của ta, ta nhớ mày quá. Ôi, vàng ơi, ta xa mình có một mát, sao mà nhớ quá chi kỳ của ta. Khi nào ta chết, ta chôn mi ở bên cạnh, để ta mãi mãi được ở cùng với mi vàng ơi. Ui dồi ôi, thôi, tạm thời xa một lát nhé. Hãy subscribe.
đi nhá. Hoàng ơi. Khi nào thằng trộm nó cuốm đi mất rồi không? Ôi trời ơi, gà ơi, cũng tác. Ôi trời ơi, tiền xu cái thằng trộm gà đâu? Tiền xu cái thằng trộm gà bác nhá. Ôi mày trộm gà nha bà, mày ăn mày nghẹn cổ cả tông cả giống nha mày. Nhà còn mỗi con gà, bây giờ nó trộm mất rồi. Gà ơi em ở đâu? Cục tác. Trời ơi, con mụ hoa béo này, có bố con gà mái béo như thế này mà phải giấu. Người đã béo trương béo nứt rồi để sao ăn gì ăn lắm thế. Nhà nàng gà nhẹ, bây giờ thuộc về ta nhá. Đi nào. À, gà của bà đấy rồi này, hóa ra là cậu hả? Cậu bắt cậu ăn trộm gà của tôi hả? Ôi trời ơi, làng nước ơi, tôi bên đây mà. Này, ăn trộm đâu mà ăn trộm? Chẳng qua là gà nhà bà nó chạy vào trong bụi rậm, tôi phải lao vào tôi bắt hộ đấy. Mà bà la hét như thế bố ai mà ngủ được? Có lý nhỉ? Có lý chứ còn sao nữa? Không tin bà hỏi con gà này xem, chắc chắn là nó sẽ trả lời giống y như tôi đấy, phải không nàng gà? Gì cậu này? Nó bảo đồng ý rồi đấy. Nó có biết nói đâu mà. Được rồi, tôi tạm tin cậu ấy. Tìm lại được cái con gà mái này là tôi vui lắm rồi. Nhưng mà tôi bảo này, người cao to đẹp trai kia kiếm cái nghề gì làm nó đàng hoàng tử tế. Này, bà không phải dạy khô tôi nhé. Nghề nào đây là việc của tôi. Mà tôi nói cho bà biết nhé, gà nhà bà ấy, nó lo mà giữ lấy đi. Không cáo nó bắt tưởng người lấy đấy. Thôi, đi về đây. Đây. Tí quên. Chú cứ yên tâm, người tôi mới sợ chứ còn cáo đến đây á, mặt cổ tôi dâm luôn. Nhảy lò cò cho cái lò nó khỏe. Nhảy cái chân. Đi về nhanh đi, không nghỉ bố mày lại lo. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Tội nghiệp cái con nhỏ. Mà làm sao mà lại có cái người cha như thế chứ lại. Nhà thì nghèo, mà thách cưới rõ nhiều. Ai dám rước con gái ông ấy đi chứ. Chẳng có lẽ không có cách nào khác đâu. Chẳng nhẽ cái gì? Bộ chú thích con nhỏ đó hả? Trời ơi. Này, chú có thích ý, thì cũng không có cơ hội đâu. Thôi, cứ về làm cái nghề mà chú vẫn đang làm đi. Này, U làm như U nói sắp đặt được cuộc đời cho tôi. Này, tôi nói cho U biết nhá, không có ai ôm đầu đến tối, bó gối đến sáng đâu nhá. Úi giời ơi, tôi còn sống, chú còn sống. Nếu như mà có cái ngày ấy nhá, thì ngày nào tôi cũng mời chú uống nước miễn phí nghe chửa. U nhớ nhá. Này, nếu mà U sau này nuốt lời nhá, thì có mà trời nó cho sẽ đánh tung cái quán này luôn nhá. Không biết tối qua chú nhà
thưởng nhu cái gì mà sáng ra trông da rẻ hồng hào đáo để. Sư nhà cái chú này chứ này. Lại văn vở để chuẩn bị ghi sổ nợ chứ gì. Đấy, chỉ được cái hiểu ý nhanh này. Chẳng thế thì sao? Đây u nhìn này, trên người có mỗi cái áo rách tươm này. Nếu u thích thì lột ra làm cái rẻ vắt vai được. Đây này, hôm nay sẵn sàng luôn. Thôi đi, đi, đi. Đi đi. Rách việc. Đi đi đi, không tao cho cái quạt vào mặt bây giờ. Nó không phải đuổi, làm sao mà phải đuổi. Đi đi đi. Thằng này có tự trọng như đuổi cái gì. Trời gì. Trời ơi, đốt vía. Đốt vía này, chỉ đốt vía này. Đốt vía này, vía lành thì ở, vía dữ thì đi này. Đi đốt vía, đốt vía, đốt vía. Đan mắt bắn, muôn mây bắn. Đốt vía, đốt vía. Úi giời. Úi giời, đốt vía, đốt vía, đốt vía, đốt vía. Này, vía thằng này hơi bị tốt đấy nha. Đốt vía thằng này đi rồi ấy. Quán này hôm nay ấy cứ mà vắng như chùa Bà Đanh ấy. Này! Đốt vía, đốt vía. Biến hết cả ruột đi. Tụi dưới mấy cái trẻ con này mày có biến hết đi không hả? Biến! Thân bà lấp lánh ánh sáng huyền diệu làm sao. Phú ông, Phú ông, lại đây. Dạ, tôi đây. Bà, bà là ai à? Ta là bà chúa vàng đây. Ôi, vàng. Vàng ơi, vàng nhiều quá. Ôi vàng ơi. Bà ơi, bà có phải là bà chúa vàng không? Ta đây. Bà chúa vàng ơi, cả đời tôi kỳ cốp tần tiện ăn không dám ăn mà chỉ được có một hũ vàng thôi. Ở đây nhiều quá. Úi dồi ôi vàng ơi. Bà chúa vàng ơi, bà cho tôi nhá. Ấy, bình tĩnh. Dạ. Nếu như mà nhà ngươi muốn, vâng, ta sẽ tặng cho nhà ngươi vàng. Cả kho báu vàng này sẽ là của nhà ngươi. Ôi, vàng của ta. Ôi vàng ơi, vàng của ta. Vàng ơi, vàng của ta. Vàng của ta. Vàng của ta. Hóa ra chỉ là giấc mơ. À, mà sao mình đói bụng quá nhỉ? Con với chả cái chỉ có mỗi việc ra chợ mua mớ rau cho thầy mà mãi chẳng thấy về. Nó định để cho mình mút cá ngựa cả ngày đấy. Con với chả cái. Tại sao anh cứ đi theo tôi thế nhở?
Đi theo cô bao giờ? Đường ai nấy đi, chẳng qua là đi chung đường. Khủng Quang ơi, tôi bảo là anh đừng có đi theo tôi nữa, anh để cho tôi sống với chứ. Cô Mẫn này, tôi muốn nói với cô một câu. Nói cái gì? Nếu Mẫn không đồng ý, tôi sẽ hét lên cho cả làng biết đấy. Thôi, được rồi, anh hỏi gì thì anh hỏi luôn đi, đừng để cho hàng xóm láng giềng họ thấy, tôi không hay đâu. Tôi thích Mẫn. Ui, nhà anh này, tôi đã nói với anh rồi, anh để cho tôi sống yên với, sao anh cứ lôi tôi ra làm trò đùa thế? Đùa đâu? Tối nào tôi chẳng nhìn thấy Mẫn tắm. Hả? Ủa thôi nhé. Ui. Không, không, không phải thế. Tôi chỉ nhìn thấy Mẫn đi vào nhà tắm. Sau rồi Mẫn không nhìn thấy gì hết. Nói thật đấy, không, chưa nhìn thấy gì đâu nhá. Đi, đi ngay. Tôi chưa nhìn thấy gì đâu nhá. Rồi. Tôi chết. Sao mà mình lại sơ hở như thế không biết nữa. Cái đủ đáng ghét này. Nào nào, nhanh cái chân lên xem nào. Gái gắt, gái gắt. Nói thật với gái nhá. Ở cả cái làng này ấy, một khi mối ta mà đã ra tay ấy, thì có đẹp như hàng Nga cũng phải xuống hạ giới mà nhận lời đấy. Và hơn nữa nhá, nhà ông Lý Cường ấy, ông ấy giàu có, quyền hành nhất cái tổng này. Đúng. Ông thích ai mà chả được. Đúng không? Đúng. Ê, nhưng mà bà bé cái mồm thôi. Ông Lý Cường nhà tôi á muốn giấu bà cả, nên mong bà giữ kín mồm miệng. Chuyện này mà để lộ ra bên ngoài là ông hết cả đại sự. Nhanh lên. Yên tâm đi gái. Ông ơi, bà mối đến rồi à. Ôi trời, chết, mối đến. Chúng mày tránh ra, mối đến. Không đùa nữa. Chào ông Lý ạ. Cha bố con này, mày đừng ngồi phải uống nước thế. Đứng lên cho bà mối ngồi. Đứng lên. Bà ngồi vào đi, rồi ông lại mắng tôi. Dạ, không hiểu hôm nay ông Lý mời mối tôi đến đây có việc gì đấy à? Em biết thừa rồi này, đừng có giọng ra. Tôi mời bà mối sang đây chẳng qua vì cái việc đấy thôi. Nếu làm được, thưởng. Cũng chả giấu gì ông Lý. Từ khi ấy mà tôi hỏi được bà ba trông ấy, thì ngày nào tôi cũng mong từng ngày ông hỏi thêm vợ nữa. Sao bà lại nói gở mồm như thế? Sao bà lại mong ông Lý nhà tôi bỏ vợ? Kệ bà ấy, bà ấy nói đúng ý ông rồi đấy. Đấy, các gái thấy đấy. Ông Lý là ông ấy đẹp trai. Mũi ông ấy to nhất cái làng này. Ông ấy giàu có và quyền hành nhất. Ông ấy thích ai mà chả được. Màng thấy rằng ông Phú ông ấy có một cô con gái rất là xinh. Mà ông ấy có cô con gái rất là tươi. Mà thấy rằng có cô con gái rất là mịn màng. Ôi, cái mùi hương thơm quyến rũ của cô ấy, ta ước ao ta chỉ được hít một cái hơi hương thơm của cô ấy thôi, mà ta đã nhũn hết cả người ra rồi. Ông ấy là ông chỉ giỏi ngửi cái mùi gái mới nhớn đấy. Tôi là tôi sợ ông rồi đấy. Mà tôi phải công nhận nhá. Cái mối của ông ấy nó thính như cái mối con. Con gì? Con gì? Chỉ được cái ví von này. Con mối tôi. Thôi được rồi, nếu như mà ông Lý đã thích cô Thị Mẫn, con nhà ông Phú ông ấy, thì tôi hứa là nội trong một tuần trăng, con bé nó sẽ ngoan ngoãn về làm thiếp nhà ông đấy ạ. Này, ta thấy rằng cái lão Phú ông ấy, lão thách cưới cao lắm. Cao lắm. Nghe đâu là mấy thúng vàng. Bây giờ bà muốn làm thế nào bà làm nhá.
bà hóa giải được ông ấy thách cưới mấy thúng vàng, bây giờ còn không thúng vàng thì bao nhiêu ta cũng thưởng cho bà. Ôi trời ơi, ông lại đùa mới tôi đi à? Ông cũng thừa hiểu ông Phú ông ấy, ông ấy vừa keo kiệt lại vừa ham tiền, đời nào mà ông ấy chịu gả con gái không cho ông. Mà ấy, có một chút bạc lẻ ông giả cho mỗi tôi chả bỏ mèn gì đâu ạ. Bà tham nó vừa vừa thôi, bà không làm được thì bà biết đi, để một mình ta làm. Ấy 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 ấy, ông bớt giận, bớt giận ạ. Ông ngồi xuống, ngồi xuống ạ. Chả giấu gì ông Lý, ông có biết ông Chánh Tổng không? Lạ gì mặt cái lão Chánh Tổng. Ông Chánh Tổng ấy cũng đã có đôi lần ấy, ông ấy có nhờ tôi qua làm mối của thị Mẫn cho ông ấy, nhưng mà không được. Ông Phú ông ấy lại còn thách vàng cao hơn cả ông đấy. Cao hơn? Cao hơn. Mà theo tôi ấy, ông Lý ông giàu có, ông lắm tiền của thế này, ông bỏ ra có chút tiền thôi mà được vợ đẹp như hằng Nga cũng đáng mà. Thôi. Thôi mà biến đi, để một mình ta tự lo. Tiễn khách. Muốn vợ đẹp lại còn keo kiệt, có tí tiền còn tiếc, lại không thèm. Biến. Ông ơi, nó lại định moi tiền đấy ạ. Biết rồi. Moi thế nào được của ông? Moi. Thôi, chúng mày đi làm đi, để ông tính. Con mời thầy xây cơm ạ. Thầy xin, ăn đi con. Con kho cá ngạt quá, ngạt lắm con ạ. Này, dạ. Con phải cho thêm ít muối nữa vào, ăn còn thừa để mai ăn. Thế là mình tiết kiệm được ít tiền rồi. Thầy ơi, cá này con kho đến 3 lần rồi đấy ạ. Mặn lắm rồi mà thầy. Khổ quá con với cái. Cứ độc nói là cãi đấy. 3 lần ăn thua gì. Phải kho thành 4-5 lần cho thêm muối vào, nó mới đậm đà. Dạ. Thầy. Hả? Quần áo của con cũ hết rồi, hay là thầy cho con một ít tiền con mua bộ quần áo mới ạ? Quần áo cũ hết rồi á? À này, con ơi, con suốt ngày ở nhà rồi đi làm đồng, thi thoảng mới ra chợ bán mấy mớ rau thì làm gì về quần áo mới, cứ mặc thế này là đẹp chán.